Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Kim tiếp tục giới thiệu đến quý vị một chiếc xe rất là đẹp tại Toyota Tân Cảng quý vị. Xe này Kim cũng thu về luôn nè. Và xe này là có bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, Toyota Yaris đời 2011 nha quý vị. Xe này được nhập khẩu nguyên chiếc nha quý vị. Đó. Đây quý vị thấy không ạ? Từ 2011 tới giờ, nhưng mà cái chất xe quý vị thấy không ạ? Rất là bóng bẩy ha. Đó. Cái mẫu xe này á, thì có bảng số xe cũng rất là đẹp nha quý vị. 51A28787, xe 1 đời chủ nha quý vị. À, đây quý vị thấy không, nước sơn nè. Nước sơn từ 2011 tới giờ đó quý vị. Xe này thì chạy khoảng cỡ 118.000 km rồi quý vị. Cái chất lượng xe này á, phải nói là khi mà quý vị thử trải nghiệm chạy thử mẫu xe này á, phải nói là chạy rất là êm nha quý vị. Đó. Xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán mức giá nó là 318 triệu đồng quý vị. Đó. Quý vị nào thích những cái dòng Yaris nhỏ nhỏ như thế này á, mà quý vị đi trong thành phố á, thì quý vị có thể ghé Toyota Tân Cảng nha. Kim cam kết quý vị, đây là một chiếc xe đẹp để quý vị có thể sở hữu ha. Đây. Đó, ở đây quý vị thấy cái vô lăng lâu ngày nó bị tróc này, thì Kim sẽ tiến hành bọc da lại ha. Đó. Nhưng mà về nội thất của xe này quý vị thấy không? Phải nói là rất là đẹp. Và đặc biệt cái mẫu xe này á, khi mà Kim tiến hành chạy thử á, phải nói là rất là êm. Đó, xe này mà tiến hành dọn dẹp theo công nghệ Marukuri đó, thì không cần phải chê nha quý vị. Nè quý vị nè, nhìn keo chỉ nè. Đó, keo chỉ của xe nè. Đó, bảng tắp đi cửa nè, cửa hàng ghế sau nè quý vị. Đó, quý vị thấy không? Phải nói là rất rất đẹp nha quý vị. Đây, để khi mở cốp sau này quý vị coi ha. Nè, nó là nước sơn rất là đẹp. Đây là một mẫu xe nhập nên cái độ cách âm của nó, phải nói là cái độ cách âm của nó rất là tốt nha quý vị. Chạy xe rất là êm ái. Cái mẫu xe này mà quý vị sử dụng trong thành phố để cho nữ lái á, thì không cần gì phải chê nữa rồi. Đó, rất rất đẹp. Bên Kim đã kiểm tra lại về động cơ, khung gầm hết rồi. Phải nói là đây là một chiếc xe rất là ổn nha quý vị. Đó, đây. Quý vị thấy không, kết cấu rất là cứng chắc ha. Xe này mà nếu mà quý vị nào mà có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh nữa thì hay, giữ được cái bản số nữa thì không còn gì tuyệt vời đâu. 28787 nha quý vị. Đó, một cái biển số xe cũng tương đối đẹp. Đây nè, trong này quý vị. Đó, quý vị thấy không, chất lượng bộ ghế này. Đây quý vị. Đó. Đây nè quý vị. Này, chất lượng ghế này. Đó. Xe thì đang trong quá trình hoàn thành nên đây là những cái thông số căn bản mà khi muốn giới thiệu cho quý vị ha. Đó, bên trong đây quý vị ha. Đó, máy nổ rất là êm quý vị, chỉ cần điền nhẹ là nổ thôi ha. Đây, 111.997 km nha quý vị. Khi mở nhỏ vô âm lượng lại ha. Đó, như khi nói lúc đầu là giá là 318 triệu để quý vị có thể sở hữu mẫu Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc đời 2011 này quý vị. Đó. Đó, quý vị thì cần hỗ trợ thông tin về thêm về cái mẫu xe Yaris này á, thì quý vị cứ vui lòng gọi hotline để bên Kim có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.